Ngủ gì Hương? Sao thịt chó? Xúc xúc xúc. Chuột à? Chuột cống. Chuột này anh đi gài sáng giờ hả? Sáng giờ đó. Trên mấy cái dừa hả? Hay bộ. Hay quá hay. Ngày anh gài được mấy chục ký không? Ngày 5 ký vậy. 5 ký là anh để ăn luôn hả? Chứ đâu bán hả? Không rồi. Vì tính ra anh ăn chuột đâu ăn cơm hả? Ăn chuột được cơm. Ông chủ gà chuột vừa tính lắm á. Bây giờ già làm một nhậu nè, tới giờ nhậu. Chuột mà ướp ớt xả vô chiên rồi cho cá trê ăn hay gì? Anh hỏi nuốt trọng được không chứ? Ảnh đó nó không ăn. Tới giờ. Ủa anh? Còn 2 ký chuột em mua 2 cho tất đi luôn đi. Chúc bạn nói cái bà cho liền gì? Chọn gói luôn mà nghe đi. Chúc bạn nói mà tiếng một. Giờ không cần nói, người ta lên điện thoại đặt coi là thấy biết rồi.